Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau khám phá một tuyệt phẩm trong thế giới siêu xe Bugatti La Voiture Noire. Đây không đơn thuần là một chiếc ô tô mà còn là một kiệt tác nghệ thuật thực thụ. Được mệnh danh là chiếc xe đen, Bugatti La Voiture Noire ra mắt lần đầu tại triển lãm ô tô Geneva năm 2019. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc xe đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế độc đáo và sang trọng. Mỗi chi tiết trên La Voiture Noire đều được chế tác thủ công tỉ mỉ, thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp của thương hiệu Bugatti. Vậy, điều gì khiến chiếc xe này trở nên đặc biệt đến vậy? Đầu tiên, La Voiture Noire sở hữu động cơ V16 890L cực khung với 4 bộ tăng áp. Động cơ này sản sinh công suất lên đến 1.500 mã lực và mô men xoắn 1.600 N·m. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vọn vẹn 2,4 giây. Thật là kinh ngạc phải không? Tốc độ tối đa của La Voiture Noire có thể đạt tới 420 km/h, một con số vô cùng ấn tượng. Không chỉ gây choáng ngợp về hiệu suất, La Voiture Noire còn sở hữu thiết kế ngoại thất vô cùng quyến rũ. Lớp sơn đến bóng đặc trưng kết hợp với thân xe, làm từ sợi carbon cao cấp tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và đầy bí ẩn. Riêng hệ thống đèn LED phía trước và sau đã được thiết kế vô cùng tinh xảo, tạo nên dấu ấn riêng cho chiếc siêu xe này. Bước vào bên trong, nội thất của La Voiture Noire cũng không hề kém cạnh. Khoang lái được bọc da cao cấp kết hợp cùng các chi tiết kim loại quý mang đến một không gian sang trọng và vô cùng thoải mái. Hệ thống giải trí và điều khiển hiện đại đảm bảo mọi trải nghiệm lái xe đều trở nên hoàn hảo. Bây giờ, chúng ta hãy nói về giá của chiếc xe này nhé. Bugatti La Voiture Noire có giá bán khởi điểm lên đến 18,7 triệu USD. Tính theo tỷ giá hiện tại, chiếc xe này có giá khoảng 430 tỷ đồng. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, 430 tỷ đồng cho một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị. Bugatti La Voiture Noire không chỉ là một chiếc ô tô, mà còn là biểu tượng của sự xa hoa và đẳng cấp. Với những ai đam mê tốc độ và vẻ đẹp hoàn mỹ, đây chắc chắn là một giấc mơ có thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ bấm like và subscribe để không bỏ lỡ những video hấp dẫn về siêu xe của chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.